the so back to what i was saying nhân tài tiếng bật nhất xứ Tony từ đầu tình lấy vài diễn cắm sừng mỹ nam sở kiểu chuyện cho tới nghi vấn cặp kè với người trắng tuổi cha Tony không có thành tích nổi bật trong nghề nhưng tài tiếng của cô là nhiều không đếm xẻ trong năm vừa qua, cái tên Tony được công chúng biết đến nhiều hơn qua một số vài diễn đình đám, thế nhưng những scandal tai tiếng trước đây của cô nàng vì thế cũng bị khui ra và trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung. Từ đội tình lấy vai diễn, làm giả bằng cấp qua đêm cùng tình cũ dương tử hay cắm sừng Mỹ Nam sở kiều truyền Lâm Canh Tân, có thể nói rằng chưa có một mỹ nhân nào nhiều bê bối như Tony ngay từ khi còn nhỏ tony đã được nhận xét là rất ngoan và có thành tích học tập tốt không chỉ vậy cô còn có nhiều tài lẻ khi còn đang học cấp 3, tony có tham gia cuộc thi con đường tờ lụa và giành được vị trí quán quân tuy ngoại hình không quá nổi bật nhưng phần thi của cô lại quá xuất sắc sau khi tốt nghiệp tony thi vào học viện điện ảnh bắc kinh với số điểm cao ngất ngược và trong thời gian học tập cô có hành tích xuất, xuất sắc và là học sinh ưu tú của trường vào ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, Tony còn vinh dự làm đại diện cho học sinh sinh viên xuất sắc, phát biểu cùng với đạo diễn Trường Ngày Mưu. Năm 2016, Tony tốt nghiệp với bằng xuất sắc và quyết định theo học lên thạc sĩ. Thế nhưng cho đến nay, nơi thi dần vẫn cảm thấy khó hiểu khi Tony vẫn học mãi chưa xong, thậm chí khi tra cứu họ còn không tìm thấy tên của nữ diễn viên. Trong danh sách nghiên cứu sinh, không ít người đặt nghi vấn liệu có phải Tony giống như đàn anh Trạch Thiên Lâm làm giả bằng cấp. Tony có thể không nổi tiếng nhưng chẳng ai phủ nhận được những phim mà cô nàng nhận được đều là phim lớn và còn được hợp tác với các diễn viên gạo cội. Bộ phim đầu tay của Tony là Theo đuổi tình yêu năm 2014, hợp tác với Trương Quốc Lập và Diêm Ni. Sau đó, cô tiếp tục được hợp tác với nhiều minh tinh đỉnh đám như Tưởng Phan Lệ, Triều Lệ Dĩnh, Trương Gia Dịch, Lâm Canh Tân cùng các tác phẩm Phim nổi tiếng như Sở Kiều Truyền, Bạch Lộc Nguyên và mới đây nhất chính là Lấy Xanh Nghĩa Người Nhà. Xuất hiện trong các tác phẩm phim lớn nhưng diễn xuất của Tony lại bị chê không thương tiếc, nhất là trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên. Không chỉ bị chê diễn xuất, Tony còn được cho là cướp vai diễn từ đồng nghiệp Lý Mộng. Vài thứ Bạch Linh trong Bạch Lộc Nguyên vốn là do Lý Mộng đảm nhận và cô cũng đã ở trường quay 2 tháng. Thế nhưng, đến cuối cùng cô vẫn bị ép rút khỏi bộ phim và giao vai diễn này cho Tony. Khoảng thời điểm đó Tony đã bị chỉ trích rất nhiều, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai những tài tiếng ồn ào này. Tony không chỉ vướng những tài tiếng trong sự nghiệp mà đời tư cũng ồn ào khiến người ta ngán ngầm. Những tài tiếng đời tư của Tony bắt đầu từ việc Trương Gia Dịch, nam chính của bộ phim Bạch Lộc Nguyên xuất hiện tại nhà riêng của cô. Lúc này nhiều người nghi ngờ Tony đã đi cửa sau với Trương Gia Dịch khi anh không chỉ là người hướng dẫn cô trong quá trình học thạc sĩ mà còn là cổ đông lớn của Tân Lệ, công ty sản xuất của bộ phim Bạch Lộc Nguyên. Việc Tony cướp được vai diễn từ tay của Lý Mộng được cho là có liên quan trực tiếp đến Trương Gia Dịch. Sau Trương Gia Dịch, người đẹp sinh năm 1993 này vướng lùm dùng hẹn hò với Lâm Canh Tân, bản diễn của cô trong bộ phim Sở Kiều Truyền. Cánh phóng viên từng chụp lại được hình ảnh Lâm Canh Tân đưa Tony về quê nhà gặp bố mẹ, nhưng hai bên đều không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cả nhưng rồi sau cuộc gặp mặt kia tony trở về bắc kinh và một người đàn ông đã đích thần đến đón cô đó là phó đạo diễn của bộ phim bạch lộc nguyên vương thủy hoan không chỉ có khá nhiều cử chỉ thân mật vương thủy hoan còn đưa tony đi mua sắm những nghi vấn cô bắt cá hai tay cũng xuất hiện nhưng đối mặt với loạt tài tiếng ấy tony luôn giữ thái độ im lặng những tài tiếng vẫn chưa dừng lại ở đó khi tony tiếp tục vững tin đồn với tần tuấn kiệt bạn trai cũ của Dương Tử vào năm 2018 khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Bệnh viện Hoành Sơn. Khi đó, Paparazzi đã chụp được hình ảnh Tần Tuấn Kiệt nửa đêm đến gặp Tony, nữ diễn viên còn thoải mái mặc đồ ngủ đi xuống để đón anh. Trên phim trường, cả hai cũng nói cười rất vui vẻ, nhưng khi bị phóng viên hỏi về chuyện hẹn hò thì Tần Tuấn Kiệt đã nhanh chóng phủ nhận. Nhiều khán giả không còn thiện cảm đối với Tony sau hàng loạt những bê bối của cô kể từ lúc vào nghề cho đến nay nếu muốn thay đổi định kiến của khán giả có lẽ tony nên tập trung vào sự nghiệp nâng cao khả năng diễn xuất để mang đến những vai diễn ấn tượng và đó cũng là điều tốt nhất mà cô nên làm hiện nay